Còn nghe được số gì nữa hả Trà Sang? Dạ con nghe được số 55 chú. Phun dịch. À, rồi Số có tuổi của cái cô đó. à, đó vậy là con nghe tốt rồi đấy. À, Thịnh cũng nghe thế đúng không? Cô ấy nói là tôi sống 55 năm ở Đức rồi đấy. Rồi chúng ta nghe tiếp ha. Bây giờ là Trà Sang nghe kịp nó Jana nói gì không? Dạ nó bị lăng quá chú, con không nghe được cái gì luôn. Cho nghe lại. Rồi tôi lại. Son lắng ở he, hai bạn hiểu cái từ đó không? Dạ, đã sống ở đây lâu, lăng đấy là dài. Đúng rồi, con nghe tốt rồi đấy, Thịnh. Dạ, Nhưng con mà không nghe được. hai con có nghe cái từ he không? Lắng người he. Đúng là hiền. Dạ nghe. À, Nhưng mà... con không hiểu tại sao có he đúng không? Dạ đúng rồi. À, he là một cách nói, đó là một cách nói mà ở trong trường mình học, có thể là thầy cô không dạy, cách nói ngoài đời. Ví dụ mình nói là mình chỉ nếu mình được học á, mình chỉ nói là 55 năm thì son lắng ngơ, nhưng mà mình không có nói he đó. Nhưng mà ngoài đời á, người ta sẽ hay rất dùng cái từ he, cái gì mà nói về thời gian họ hay ghép cái từ he vô, thì dịch ra tiếng Việt của mình á, chẳng hạn tiếng Việt mình nếu mà chỉ nói là son lắng ngơ thì mình cho là lâu quá ha. Nhưng mà nếu mà nói là son lắng ngơ he là người ta muốn nhấn mạnh rằng vậy thì quá lâu rồi đó, sống ở đây là quá lâu rồi đó. Đó, cái từ he nó chỉ có nghĩa là nó nhấn mạnh thêm cái từ lắng ngơ thôi. Chứ nhưng mà các con nhớ, các con được học ngay từ đầu động từ comment, nó có là comment here đúng không? Hai đứa nhớ không? Dạ có chú. Hoặc là nó nói là comment here here, tức là nó nhấn mạnh lắm rồi đó, tức là mày phải đến đây ngay đó, tức là thằng bố hay là người mẹ mà con nó chạy ra ngoài đường á, bố mẹ hay gọi nó lại á, mà nó không chịu lại là người ta bắt đầu ta dằn giọng là mà comment here here. Hả? Tức cái từ he đó là nó để nhấn mạnh cái những cái từ đi phía trước của nó là comment here, tức là đến đây đi, lắng nghe he lâu quá rồi, giờ sống lâu ha. Giờ hai đứa có thể hiểu được cái từ he đó là mình, chúng nó là trong văn nói nó khác ở trong cái mình được học, thì mình phải nghe nói nhiều mình sẽ biết, để đến hồi mình qua Đức mà người ta nói lắng ngơ he cái mình nói cái từ lắng ngơ thì biết, nhưng mà cái ông he này là ông ở đâu ông lòi ra, tôi chưa được học ha. Bây giờ là hai hai đứa hiểu chưa cái từ he? Dạ rồi. Dạ rồi chú. Rồi vậy đoạn này là hai đứa hiểu hết ha, ok không? Thấy ok mình đi tiếp đoạn sau. Dạ đi tiếp chú. Rồi đi tiếp. À, chạy xe nghe kịp không? Cái câu cuối á. Con nghe được cái gì đó. Minor Doctor. Con gái gì đó. À, vậy là con nghe tốt rồi đó. Thịnh nghe hết được không con? Nếu con nghe hết được con lặp lại cho bạn nghe. Dạ, nghe được là Duquesne Minor Doctor. Còn một từ nữa. Từ cuối. Doctor dài. Đúng.
Từ dài à, quên ơi, động từ dài người ta nói nguyên thể đó, nguyên câu luôn đó, có nghe thấy không? Là không ạ. À, thì à, bây giờ Thuận à, nghĩa là cô ấy, bây giờ Thuận lặp lại nguyên câu để cho Quỳnh cùng nghe, là cái động từ dài khi nó chia đó là Quỳnh mình chia là explain đúng không? Do bis ESCS is, còn nguyên thể của nó là dài. À, thì ở đây chúng ta nghe được ngoài đời người ta dùng nguyên thể của nó luôn, giống như bên tiếng Anh vậy đó. Cũng động từ to be nếu chia thì nó I am, you are. Nhưng mà nếu để nguyên thể thì nó cũng vẫn là be, be am I vậy đó ha. Thấy là chính mình đó. À, thì bây giờ Thịnh nói là cái câu con vừa nói là con nghe hết cái nguyên câu rồi đó. Ở phía sau nó là dài. Còn chè sen nghe lắng nghe Thịnh nói nha nguyên câu đó, thì ở đây là một cái thể này có thể hai đứa ở B1 chưa được học. Chú không biết là B1 có dạy chưa, nhưng mà cái thể này là cái thể đó đó. Hai đứa nghe đi rồi chú giải thích cái thể này cho nghe. Do quintess minor doctor Quỳnh nghe được cái từ sai phía sau chưa Quỳnh? rồi ạ. Ở đây là sai, người ta để nguyên thể đó, trong văn nói người ta để nguyên thể đó, do cái thể hình thành của cái câu này á. Bây giờ trà sen nghe nguyên câu đó con rõ chưa? Dạ con có rồi chú. Bây giờ Thịnh có hiểu được câu này nghĩa gì không? Dạ ý là cái cô hàng xóm xem cái cô cái chị Anna như con của chị, ý là ngang tuổi với con của cô Anna gia đình. Đúng rồi, con hiểu đúng rồi đó. Chè sen con có thấy bạn Thịnh nói vậy đúng không? Dạ, đúng rồi chú. Thế này nè, đây là một cái thể trong câu nói tiếng Việt của mình cũng có. Cái nghĩa của nó là vậy nè, nghĩa là cô Gia nói là tại vì cô sinh năm 67, cô 55 tuổi rồi mà chị Huyền, chị Hana thì cô nói là cháu có thể là con gái của cô được ấy. Tại vì cái tuổi của chị Huyền là cỡ, nếu mà tính ra thì sẽ bằng tuổi con gái của cô ha. Cái thể này người ta gọi là cái thể giả định không, thể giả định không thực hiện được ha. Tức là cô nói giả định rằng vì cái tuổi đó cho nên nó hình thành cái thể này đó, là phải dùng động từ dài và cái động từ can á, là können á. Động từ können ở đây á nó chia ở thể, tại vì không biết các con được học chưa, nó là thể giả định không hoàn thành, tức là nó giả định vậy thôi nhưng mà nó không thực tế được. Còn nó có thể giả định hoàn thành nữa. Giả định hoàn thành ví dụ như bây giờ các con nói là nếu tôi học tiếng Đức tốt tới B1, tôi được qua Đức du học nghề, thì thể giả định nó là thể để giả định có thể thực hiện được đó. Còn thể giả định ở đây là không thực hiện được, tại vì cô nói là cháu có thể là con của cô được nhưng mà nó không thực tế, không thể được ha. Bây giờ các con hiểu cái nghĩa của hai thể giả định đó chưa? Một thể giả định là mình có thể thực hiện được, chẳng hạn là mình nói nếu tôi học được tiếng Đức thì tôi sẽ qua Đức học được, học nghề được. Còn nếu tôi học không được thì không qua được ha. Đó là thể giả định hoàn thành được, đó là mình làm được. Còn thể giả định kia là mình không làm được. Người Đức có một câu rất là vui vậy nè. Ich möchte, ich werde, ich tun. Là thể giả định này là động từ sein á, quá khứ động từ sein là waren á, biến thành werden. Ich möchte, ich werde, ich tun. Hai đứa hiểu không? Giờ chú nói vậy hiểu câu đó không? Ismeter là hiểu không? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Isver ai hun, hun là gì? Là của Dạ con chó. Ở đây con gà, hun hun hunt là con chó, còn hun
Huynh, thành ra con chó với con gà nó nói hơi âm giống giống nhau ha. À, bây giờ chú đọc nguyên câu đó rồi chú dịch cho mọi người nghe cái kiểu thể giả định không hoàn thành. Nó không thể xảy ra được là người Đức có một câu nha, chú rất thích cái câu này đó, cái câu nói vui này là Is Mr. Is Where I Hun. Is Mr. Nisfi Su Thun. Hai đứa biết động từ thun chưa? Dạ là làm chú. Đúng rồi, Thịnh có biết không? Dạ biết ạ. À, vậy câu thứ hai nghĩa là gì? Is Mr. Nisfi Suthun. Chè sen, con nói nghĩa coi. Dạ con hiểu câu là tôi muốn làm nhiều. Thì tôi không muốn làm nhiều. Đúng rồi, Is Mr. Nis Phi Su Thun. Bạn hiểu vậy đúng không Thịnh? Dạ đúng rồi. À, đây là bây giờ chú làm lại hai câu nha, đó là hai câu mở đầu còn hai câu cuối nữa. Is Mr. Is where I hun. Is Mr. Nis Phi Su Thun. Vậy thì hiểu hai câu này là như thế nào, Thịnh nói xem. Ý là tôi muốn làm một con gà Đúng, câu nhưng thứ hai tôi không muốn làm nhiều. đúng rồi đó, chè sen có thấy vậy không, đúng không? Dạ con không hiểu câu thứ hai chú. Câu thứ hai là Is Mr. Nis, Is Mr. Nis nghĩa là gì? Is Mr. là con biết nè, Nis, Nis là phủ định của động từ. Chè sen. Dạ. Is Mr. Nis. Is Mr. là tôi không muốn. Phủ định. Không muốn. Tôi không muốn. Is Mr. Nis. Phi Su Thun. Su á, là su nó chỉ là nhấn mạnh, hoặc là khi mà hai động từ đứng gần nhau thì nó phải chen cái chữ su vô vậy đó. Is Mr. Nis Phi Su Thun. Vậy câu đó nghĩa gì? Dạ, tôi không muốn làm nhiều, con bị nhầm chú câu trước chứ không phải là câu này. Đó. Vậy là hai câu, con nói hai câu lại thì nghĩa là gì? Dạ, tôi muốn làm một con gà. Đúng. Tiếp. Tôi không thể làm, Không tôi không. không muốn làm nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, tức là những anh chàng là biếng á. Thì ảnh tức là cái câu nói vui của người Đức đó ha, để nguyên cái câu thơ này, câu hồi đó chú nghe cái bà hàng xóm mới nói, tại vì bả nuôi gà đó, mới nuôi gà rồi mỗi sáng bả đi lụm trứng gà đó, rồi nhiều quá ban hết bả cho mình thì bả mới đọc cái câu đó ra cho mình nghe, thì tự nhiên là chú thuộc luôn câu đó, chú thấy nó khoái nó vui à. Bây giờ câu thứ ba nè. Is lễ cơ dế đen thác ai ai is lễ gơ chú lại is lễ gơ dế đen thác ai ai là Thịnh hiểu không? Tôi muốn nằm mỗi ngày như một cục đá. Tôi Chưa, nằm mỗi ngày như một không không phải, lễ gơ này lý ken mới là nằm, đá. Một cục không phải nè, ai. ai là một, ai 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 kia là cái quả trứng gà, cái ai là đây là một một câu thơ bốn bốn chữ cho nên nó phải đi vần với nhau mới không. Chú lặp lại từ đầu ha. Is Mr. Nick Fisutun, Is Mr. Này, Is Mr. Is Where I Hun, Is Mr. Nick Fisutun, Is Lager dế đen thác. Dế đen thác là gì hả Trà Sang? Dạ con không biết.
Đúng rồi, Thịnh nói đúng á. Thác là ngày, đúng Dạ rồi. Ừ. Dế đen là con đường học rồi luôn đúng không? Là mỏi. Phải không? dạ mỗi ngày. Đúng rồi. X lế cơ, X lế cơ. Lế cơ là mình đặt cái gì lên trên một cái gì thì mình gọi là lế cơ ha. X lế cơ. À, ví dụ á, mình gặp người Đức, mình cầm cái ly, mình hỏi người ta giờ để cái ly này ở đâu thì người ta bảo là let do in authentic, tức là đặt cái ly lên bàn đi, thấy không? Lế cơ này là đặt, còn lý ken á là mình nằm. Hồi nãy là Thịnh lộn giữa lý ken với lế cơ. Lế ken, động từ lế ken là đặt một cái gì đó mà đặt nằm hay đặt đứng gì đó ha. L E G E N đó, lế ken, hai đứa được học rồi đúng không? Yeah.